Ok, hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Yeah, và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi trò chơi kết hợp những con zombie các bạn ơi. Wow, thì ở video lần trước mình đã kết hợp tạo ra được một con zombie câu cá các bạn ơi. Đầu nó đổi cái mũ sắt mà nó có cái cần câu cá này. Con này có đôi, bốn, sáu sao thôi. Và ngày hôm nay mình sẽ cố gắng kết hợp được một con zombie mạnh hơn, chất hơn các bạn nha. Ok các bạn ơi, và trước khi các bạn xem cái video này, các bạn nhớ ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nha, để giúp mình có động lực làm ra nhiều video hay hơn. Bây giờ thì let's go. Ok các bạn ơi, hãy để xem đội quân zombie của Nhân BB đây. Các bạn ấn like để mình giành chiến thắng các bạn nha. Ok, xem đây. Boom, hey, đội quân zombie của Nhân BB đang xông lên. Wow, trời ơi, nhưng mà kẻ địch co vẻ mà chúng cũng rất là mạnh đấy các bạn ạ. Mình đang tấn công nó này. Wow, wow, ai thắng đây? Trời ơi, kẻ địch thắng các bạn ơi. Chắc là một số bạn chưa ấn like ủng hộ mình rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ xin thêm quân đây các bạn ơi. Tăng cường quân lên, hôm nay mình sẽ kết hợp được một con zombie mới siêu mạnh luôn các bạn ạ. Kết hợp bọn chúng lại với nhau nha, cho thành ngầu luôn, cho thành dân chơi luôn. Boom, 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 yeah. Rồi kết hợp luôn, kết hợp luôn, trời ơi. Tưởng mình sợ bạn đó bạn ơi, mình cũng có quái zombie, kiểu zombie nó gọi là zombie chú công nhân ấy, đồ đội mũ bảo hiểm ấy các bạn ơi. Rồi tấn công. Lần này thì mình nghĩ là mình sẽ giành chiến thắng thôi các bạn ạ. Các bạn có tin mình giành chiến thắng không? Yo, 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 wow, wow, trời ơi, con kia lại bắn mình trước. Rồi, xong, thắng rồi, yeah. Cảm ơn các bạn đã ấn like ủng hộ mình nha. Rồi, cuối cùng mình đã có chiến thắng đầu tiên. Trời ơi, kẻ địch nó có hai con zombie đầu đội mũ luôn các bạn ơi. Wow, hàng zombie câu cá này cũng mạnh lắm đấy. Chết rồi, mình lại phải xin thêm quân rồi. Đấy. Ui, xin tốn tiền quá các bạn ơi. Úi trời ơi, hết sạch tiền luôn đấy. Kết hợp tiếp lại với nhau. Đấy. Đây, để bốn con zombie đầu đội mũ rơm này đấu với zombie câu cá đầu đội mũ sắt các bạn ơi. Xem đây. Tấn công đi nào. Hây, hây. Wow, kẻ địch mạnh đấy các bạn ơi. Ui, cố lên, mình sẽ giành chiến thắng thôi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, tuổi gì ăn Nhân BB đúng không các bạn ơi. Kẻ địch không tuổi gì ăn được Nhân BB đâu. Lần này kẻ địch đã tăng cường thêm quân rồi nha các bạn nha. Được lắm, khá lắm bạn ơi. Chất đấy, khét đấy. Rồi, quân mình xông lên nào. Tấn công, cho kẻ địch một bài học nào các bạn ơi. Yo, 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 yo. Nãy giờ chưa kết hợp được con zombie siêu to khổng lồ nào các bạn ơi. Ui, kẻ địch tấn công mình rồi. Wow, wow, ai thắng đây? Mình thắng, yeah. Trời ơi, quân bọn chúng cũng rất là mạnh các bạn ạ. Nhưng mà được cái là quân mình cũng mạnh không kém đâu. À, bọn chúng cho thêm quân rồi các bạn ơi. Rồi, được rồi, để Nhân BB. Lần này mình sẽ kết hợp ra một con quái vật mới các bạn ơi. Mua này, mua con zombie này để kết hợp đây. Boom, boom, hai quái vật công nhân này sẽ kết hợp bọn chúng này với nhau. Boom, yeah, hai con quái vật đầu có đầu đội cái xô rồi các bạn ơi. Tấn công, tí nữa mình sẽ kết hợp hai quái vật này, hai quái vật câu cá này, bọn chúng nó cầm cái cần đấy, bọn chúng quýnh nhau các bạn ơi. Ảo thật sự luôn. Tấn công đi con Chelsea, chiến thắng đã thuộc về Nhân TV các bạn ơi. Yeah, trời ơi, nãy giờ mình thua mỗi ván đầu tiên các bạn ạ. Rồi, bây giờ kết hợp lại bọn chúng lại với nhau này. 1, 2, 3. Ra con quái vật gì đây các bạn ơi? Boom. Wow, cái gì đây? Smart cái gì? Smart tơ cái gì? Các bạn không phải smart tơ mà Madham cái gì? Madham đúng không ạ? Mình đoán vậy thôi, tiếng Anh mình hơi ngu đi. Con quái vật này, à con zombie này cầm cái búa các bạn ơi. Wow, một mình anh cân cả thế giới luôn. Hãy xem sức mạnh của con quái vật này đây. Yo, yo, ui nó trâu như các bạn ơi. Trời ơi, tuổi gì ăn Nhân BB, con này nó bụt cho một búa thôi. Yeah, chiến thắng rồi. Cầm cái búa như kiểu có sức mạnh của thôi các bạn ạ. À. Yeah, bạn nào chưa ấn like thì ấn like ủng hộ mình nha. Đấy, để xem mình giành chiến thắng khi mình đã sở hữu được một con quái vật siêu cấp chất này. Tấn công đi nào. Boom, 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 boom. Lần này con mấy quái vật câu cá này không thắng được mình đâu. Đấy, bọn chúng chỉ có cách kết hợp lại thôi.
Bọn chúng kết hợp lại chúng tôi thắng cho mình. Chiến thắng rồi, yeah. Quá là easy game luôn, easy game luôn. Bọn chúng có hai con quái vật câu cá rồi nhá. Nhưng mà bọn chúng không kết hợp lại với nhau các bạn ạ. Nếu nó kết hợp lại sẽ có một con quái vật cầm búa mình chơi chất chất như mình đây. Nhưng mà nó không kết hợp lại thì bọn nó xác định là bọn nó thua rồi. Mình sẽ đặt con quái vật này của mình sang đây. Tấn công. Cho bọn chúng một bài học đi nào. Yo 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 yo. Cố lên, cố lên. Càng ngày bọn chúng càng đông zombie hơn các bạn ơi. Yeah. Trời ơi. Nhưng mà không thắng được mình các bạn ạ. Vì là các bạn đã ấn like ủng hộ mình nên là mình đã giành được chiến thắng. Úi giời ơi. Lần này cái này cũng nó cũng đã có được con zombie rồi các bạn ơi. Mình phải gần nhận thêm tiền thôi. Đấy. Ấn vào đây để nhận tiền. Cái trò này chúng ta có thể nhận thêm tiền nha. Ôi 42 mê luôn. Ngon. Rồi bây giờ xem nào. Nó có giành chiến thắng được với mình hay không đây. Nó cũng có con zombie cầm búa đấy các bạn ơi. Wow. Wow, wow, yeah, yeah. Ai chiến thắng đây các bạn ơi? Ai sẽ là người chiến thắng đây? Yeah. Trời ơi, mình tưởng mình thua rồi nhưng không. À, con quái vật này, con vật siêu to này các bạn ơi, nó không thắng được mình đâu. Con vật này tuổi gì? Ấy, các bạn thấy chưa? Để con đầu, nó cầm con quái vật zombie mình cầm búa quýnh cho nó thua sấp mặt luôn. Các bạn xem nha. Ấy. Ui con quái vật, ui nó trâu thế nhỉ. Con quái vật này nó trâu quá các bạn ơi. Ui nó hút rồi. Ui ôi nó hút này. Ui thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Con này khỏe quá các bạn ơi. Đằng sau nó còn có một con quái vật nữa hỗ trợ các bạn ạ. Ui con này mạnh gớm nhỉ. Mạnh gớm thì bây giờ mình sẽ xin thêm nhiều cái con này hơn các bạn ơi. Đây, đây, đây. Ok. Giờ ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Xem nào các bạn ơi. Ui xin thêm quái vật con này không ngờ hôm nay nó khỏe quá các bạn ơi. Mọi ngày mình quýnh căng nó nhưng mà hôm nay nó khỏe quá rồi. Vì sẽ bị ta tiêu diệt thôi. Cái quái vật này trời ơi. No. Xin bao nhiêu quân thế vẫn thua các bạn ơi. Bực mình đấy nhỉ. Được rồi xin thêm. Được rồi mình sẽ xin thêm lần này kết hợp vào luôn nè. Khinh thường người khác và cái kết đúng không. Lần này mình sẽ kết hợp bọn chúng vào luôn các bạn ạ. Đấy. Cho kẻ địch biết thế nào sức mạnh của nhân BB luôn. Đây, được chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Được chưa. Nhân với chúng tôi. Xin thêm luôn. Đấy. Ôi trời ơi, hết tiền luôn các bạn ơi. Lần này mình hết sạch tiền rồi đây. Cố gắng mà thắng vào. Trời ơi, xin phát hết sạch tiền luôn các bạn ạ. Con này khỏe quá. Rồi các bạn ơi, ủng hộ nhân BB nhá. Ấn like video nha. Để ván này mình có thể chiến thắng được con quái vật này. Ôi giời ơi. Ôi nó đang tiến vào này. Ui ui nó tiến vào. Ui ui nó tiến vào. Ui nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Trời ơi. Tiêu diệt được con quái vật này thì vẫn còn một con quái vật đằng sau nó nữa các bạn ơi. Chết rồi. Khó hớm nhè. Được lắm. Khét đấy, khét đấy bạn ơi. Bây giờ mình không còn tí tiền nữa rồi. Có 11 mê này nữa. Nhận luôn các bạn ơi. Ui, nhưng mà vẫn không mua được con quái vật gì luôn. Không mua được con zombie nào luôn. Chết rồi. Tấn công nha các bạn nha. Tấn công phát xem nào. Tấn công đi. Cố mà giành chiến thắng nào. Bắn như thế mà không thắng được kẻ địch nha. Đấy nắp ghép bao nhiêu zombie luôn. Con này nó trâu quá các bạn ạ. Nó to quá. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này cũ đi rồi. Lần này cũ đi rồi, lần này cũ đi rồi, lần này cũ đi rồi, 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 cũ đi rồi. Rồi, rồi, sao mãi nó không chết đây. Bực mình, ê, cái chết mãi nó không chết các bạn ạ. Không hiểu sao nó lại trâu bò như thế luôn đấy. À thế bây giờ mình để con này mình lên đây. Không còn tí tiền nào nữa để mà xin zombie chứ. Đúng không các bạn. Tấn công đi, lại phát nữa nào. Lần này cố mà giành chiến thắng vào. Cố lên, cố lên, cố lên. Các bạn thấy khó chưa. Con quái vật này nó to quá mà. Ý giời, mình đã thay đổi đội hình rồi các bạn ạ. Mình đã kết hợp rất nhiều rồi mà không ăn thua rồi. Chết rồi, lần này cũng đi rồi. Ý, chẳng nhẽ mình lại không thể vượt qua được cái màn này các bạn ơi. Thì nhục lắm đấy. Ý giời ơi. Không bật quảng cáo mà xin thêm tiền nữa chứ. Trời ơi. Bây giờ nó tốn tiền, nó không biết bao nhiêu tiền. Bây giờ một con zombie không biết đâu. Khó quá, bây giờ kết hợp tốt. À thì kết hợp tốt lại với nhau luôn đi. Cho nó hết cỡ luôn đi. Tấn công. Kết hợp cuối cùng luôn. Kết hợp mà không còn con gì để kết hợp nữa các bạn ạ. Để cố gắng chiến thắng ấy. Cố gắng chiến thắng ấy. Nhưng mà chết rồi. Chết rồi. Sao con này nó mạnh thế nhỉ. Con này nó mạnh quá các bạn ơi. Ê, ê, ê. À mình nghĩ là một cách này các bạn ạ. Mình sẽ cho
mấy con zombie này đứng tản ra xa hơn các bạn nào. Đây, mình sẽ cho mấy con zombie này đứng tản ra mỗi con một góc như vậy. Đó. Đây, xem nào nó tấn công như thế nào. Rồi, tấn công này. Tấn công này. Nó sẽ không kịp đến các bạn ơi. Nó sẽ không kịp di chuyển đến đâu. Mình hy vọng là như thế đấy. Đấy, con này nó di chuyển xuống mà nó sẽ di chuyển sang hai bên nữa đúng không? Đấy, đấy các bạn chưa? Ấy, ui dồi ôi, nó tấn công luôn cái con quái vật to nhất của mình, nghe mới đau chứ. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong, xin nữa thì thắng các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó vẫn còn một con quái vật đằng sau nữa, đâm ra là mình thua. Ok các bạn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video của Nhân BB. Lần này thực sự rất là khó luôn. Các bạn nhấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, giúp mình có động lực làm ra nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB. Ok.